Xin mến chào cô bác anh chị. Thì hôm nay Thiện đi quay nhà bà bác Thị Liên đó, thì cũng có đi ngang đây thì thấy cái ngôi nhà của cô chú đây cũng được hội từ thiện người ta cho, nhưng mà giờ nó đi chập điện nó cháy rồi. Thì Thiện vào bên đây hỏi thăm xem nguyên nhân tại sao, thì hoàn cảnh gia đình như thế nào. Thì con chào chú, chào cô. Chú tên gì chú? Nguyễn Thị Sơn, Rồi cô tên gì cô? Nhận tiếp thăm. À, rồi chú nó bao nhiêu tuổi rồi? Năm bảy rồi. 57 tuổi hả? Nhà mình cháy khi nào vậy chú? Tới buổi chủ nhật ở 4 giờ 4 giờ mấy. Bữa nay 2 bữa rồi hả? Dạ, 2 bữa, nay 2 bữa rồi. Dạ. À, sao bị cháy vậy chú? Bị chập điện. Chập điện hả? Dạ, chập nổ đồng hồ luôn mà. À, rồi bọn không có ở nhà sao mà nhà cháy? Bả thì bị mần rồi đem thuốc lên cho bả, đi chợ đem thuốc lên cho bả đó, rồi ở nhà nó cháy. Có người chị ở nhà mà bả đi qua nhỏ em ăn cơm. Dạ. Rồi ở nhà cháy bả không hay tới chừng lên lửa, bả mới hay la làng cháy hết trơn. Chữa không kịp, ta đã chữa mà chữa không kịp. Cháy hết trơn rồi trong nhà luôn hả? Hết trơn, không còn cái gì Ta hết mình trơn. vô trong, vô trong đi. Quần áo gì bả chiếc vô thùng thùng cháy hết trơn luôn. Rồi hàng ngày cô chú làm nghề gì? Mướn ăn không à. Nhà này trước đây là hội nào cho chú? Ở dân phường trên thành phố á. Rồi hư rồi cha nhà thờ mới cho lợp lại. Chưa giáp năm nữa. Giờ banh hết nữa rồi. Cháy không còn gì luôn hả? Dạ không còn gì hết trơn luôn. Gạch rồi cái nổ hết trơn luôn ha. Đó, chơi luôn. Banh hết trơn. Không còn gì nữa đâu. Rồi giờ ở đâu? Hôm thì lên ngủ nhờ trên người anh thứ bảy, anh vợ ngủ nhờ Dạ. đó. Rồi sáng giờ về đây chuẩn bị che cái liệu ở chứ không lẽ ở đậu cà hoài rồi đó, thì con cháu xuống nó dẹp tiếp rồi về là dựng cái liệu đó lên ở. Dạ. Quá trời rồi. Nồi son chén bát phải mua chứ ghe đó mua mua chịu quá mua mùa thì mới trả rồi đó thì cháy tiêu chơi. Dạ. Rồi cháy có đồ trong này có cái gì quý giá không? Quần áo rồi chứ đồ nhặt vặt chứ mà vô tiếng được nó cá vô tiếng Dạ. rồi cái dằm mấy mai hôm rồi đi học mai đó thì mua đậm mấy mai đồ nhặt vặt có 2 cái chậu. Hai cái lù, 2 cái kiệu. Ở đây mình làm mướn là làm nghề gì chú? Ai mướn gì mặn đấy à? Ai Về nấu làm. lò mương, móc mương, làm chân. Dạ. Bữa nay đi mặn cho ta nữa nè, mà gì đây rồi đâu có đi được. Rồi điện hộ cho người ta rồi. Cháy cũng 2 bữa ha, cháy chắc cũng lớn lắm ạ. Viện qua cỡ khoảng 12 giờ gì tới đây đó. Tan qua hết trơn. Ồ, này cháy rồi cái trên sắt cong luôn ha. Sắt cong hết rồi. Cái này để kéo xuống làm che cái trái nhà sau lại. Dạ. Dạ. Cũng dự định to đụng đem xuống nhà dưới làm. Chứ không còn lập lá nữa, lập lá Dạ. ghê quá rồi. Vậy là gia đình giờ chắc cũng mơ ước có lại cái ngôi nhà mới rồi ha. Dạ. Chỉ được mừng. Dạ. Rồi cô làm nghề gì cô? Đi ăn chả làm tập vụ quét dọn công ty á. Quét dọn công ty. Lương tháng được nhiêu? Lương tháng nó có 3 triệu mấy. Rồi cô làm chảnh mà chú ở đây hả? Ở nhà rồi bệnh là mua thuốc ở chảnh cũng có là cái này mới mua đem lên. Dạ. Rồi thì mới đi bữa trước rồi qua bữa sau rồi ở nhà coi sự cố xảy ra gì nữa. Này quá trời cháy hết rồi. Nó vô tiếng mà nó giờ nó còn cái dành không vậy. Nó bằng thờ mà cũng cái đạp nó mới sửa mấy trăm ngàn đó, để cái chụp nhỏ đi mần để nó cháy chơi gã gàng hết luôn. Không biết tên nó để làm cái tủ, còn cái tủ áo trong này nè.
để đây nè, tính mua sửa lại đó. Yeah. Cái rượu nó cho rồi luôn. Cái đủ người ta cho chứ cũng không mua. Nói nóng ngay. Cái nồi mình sao để nấu thì nó được, bị cháy cái là chảy luôn. Chảy hết trơn luôn. Nồi này mua nó ghè nguyên bộ luôn, nó cháy trơn luôn. Chéo nó cũng banh hết trơn luôn. Trời quá đất luôn. Nào, mấy cái đầu đĩa người ta cho đó giờ cũng còn cái vỏ không nữa đó. Cái nồi này chảy luôn. Nóng quá nóng. Lửa này con lớn. Mỗi gì chật để đây cháy siêu quá trời. Chảy cái nồi luôn ha. Cái nồi nó muốn tép đó. Cũng chảy luôn. Nhà này năm hai đám nè. Bộ thao. Còn nói chung cái gì cháy được là cháy hết rồi ha. Dạ. Không có còn cái gì nữa trơn rồi đó. Ba đồ này cũng mới làm không giờ cháy còn cái này chắc còn xài được. Rồi nhà này chú cũng ở con mình hả? Có ai con cháu vợ không? Không, mình nên, mẹ con đi dẫn ở nhà nên không à. Ừ. Thằng nhỏ này đi được 2 tháng mấy 3 tháng rồi, bả mới lên được 3 tầng à. Mới làm được có 3 tầng rồi. Con chú mấy người con? Con thằng một à. Nay nó 18 tuổi. Cũng gồm gỉnh lắm mà quê nó mà không nổi, nó mới đi chở nó mà chở nó. Hết nước dầu luôn. Hôm nay mấy cái cột mình còn xài được không? Mấy cột này còn xài được không? À, ông Tiên á, ông nói bỏ hết rồi xài được, nó bọng chậm rồi. Nó nóng quá, nó bung ra, nó không còn giữ sắt được. Giờ phải đập ra hả? Hay nhổ ra? Đập ra. Tính khẽ coi rồi, nếu còn thì mình đem mình cầm làm cột nhà dưới. Dạ. Yeah. Tạm đi, chứ làm sao giờ? Ớt cháy trơn luôn, trời ớt giờ thay. Thì hôm nay lại đây thấy hoàn cảnh của chú vậy thì con cũng quay những hình ảnh này để cũng hy vọng là mạnh thường quân cô bác gần xa đó giúp đỡ gia đình các lại nhà nha. Dạ. Rồi chúc cô chú nhiều sức khỏe nha, con xin phép về luôn cô chú ơi. Dạ. Dạ dạ. Thì có gì nếu mà có cô bác nào có giúp đó, thì con sẽ quay lại đây giúp đỡ cô chú. Hộ khẩu đem theo rồi.